Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. À, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về môn phái vỏ đen à, cũng như là cách lên đồ, lên trang bị để cho môn phái này nó phát huy được sức mạnh của nó. Như các bạn biết thì đến ngày 6, à, ngày 4 tháng 6 này thì bên Vina Game họ chính thức cập nhật thêm một môn phái mới đó chính là phái Đoàn Thị. Như vậy, à, số môn phái hệ thủy của chúng ta đã lên đến 4 môn phái và để ngăn chặn những môn phái này nó để trứng nó phát triển nó sinh sôi thì mình sẽ làm về bỏ đen và đây là môn phái được đánh giá là có khả năng khắc chế rất là tốt à, với những chị em hệ thủy cũng như là tham gia hoạt động cũng rất là ok luôn rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính à, luôn nha các bạn thì với võ đen thì mình cũng sẽ đi theo các thứ tự về chân nguyên đồng hành môn khách à, tẩy luyện trang bị đá hồn và kinh mạch à, đồ ngựa nữa các bạn như vậy thì chân nguyên à, À, trước khi mình nói chân nguyên mình sẽ nói cái hướng à, mình sẽ xây dựng cái môn phái vỏ đen này Thì vỏ đen nó sẽ có nó sẽ dựa vào cái điểm sức mạnh để nó tăng tăng tấn công lên Cũng như là dựa vào nhanh nhẹn để tăng né tránh Thì do đó mình sẽ ưu tiên nâng về sức mạnh và nhanh nhẹn cho vỏ đen Bên cạnh đó mình sẽ bổ sung thêm linh hoạt để lấy thêm cái tỷ lệ bầu kích Tại vì vỏ đen nó có cái lượng sát thương bầu kích rất là cao Đó và quan trọng là mình sẽ búp cái à, bỏ qua kháng tất cả cơ bản này Cũng như là bỏ qua kháng tất cả điểm để giúp phá giáp đối, đối phương Tăng đam cho võ đan rất là nhiều Thì à, võ đan mình sẽ à, không đi theo cái đường sinh lực nha các bạn Tại vì võ đan nó được hậu thuẫn rất là châu rồi Thêm vào cái khả năng hút sinh lực trời phú của nó nó hút còn hơn cô Tết hay là Diana nữa các bạn Các bạn biết là khi mình đánh chiêu thì cái hút sinh lực của mình nó lên tới 78% hút rất là nhiều đây thì nó sẽ giúp vỏ đen hồi phục máu rất là nhanh và với cái khả năng của cái tuyệt học à, vô ngã vô kiếm này thì sẽ giúp cho con vỏ đen của mình nó sẽ bỏ qua được cái hiệu quả hồi phục sinh lực của đối phương các bạn biết là thúy yên hay là thiên sơn nó hồi phục máu rất là ghê và khi dính cái chiêu này thì nó sẽ không thể nào hồi phục được máu trong một cái khoảng thời gian à, quy định ở đây với cái ạc của mình thì khoảng 5 giây các bạn rồi bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề à, mình sẽ nói về cái vấn đề xây dựng con vỏ đen này thì võ đen nói về chân nguyên thì mình đánh giá võ đen sẽ sử dụng hai kỹ năng chân nguyên gọi là hiệu quả nhất đó chính là kỹ thiên địa quy tâm và kỹ đồng phu thiết cốt và ở đây mình sẽ đánh giá cái kỹ thiên địa quy tâm này nó sẽ cao hơn cái đồng phu thiết cốt khi mà các bạn sử dụng võ đen các bạn dùng cái thiên địa quy tâm các bạn sẽ cảm nhận được cái sức mạnh của nó một cách rất là rõ rệt hơn cái kỹ thiết cốt này rất là nhiều thì về quy tâm thì mình sẽ build đồng hành như thế này nha các bạn mình sẽ ở cái giai đoạn cấp đồng hành 1S và 2S thì mình sẽ cần những con này. Đầu tiên mình cần một con độc cô kiếm để lấy thêm cái sức mạnh cho con võ đen. Tiếp theo là mình cần một con dương ảnh phong để mình lấy thêm cái nhanh nhẹn cho võ đen. Tiếp theo là mình cần một con đường giảng để lấy thêm linh hoạt và tỷ lệ bảo kích. Và con kinh kha để lấy thêm cái linh hoạt và sát thương bảo kích phần trăm nha các bạn. Rồi ở đây một cái trường hợp mình sẽ rẽ nhánh khác. Ví dụ như ạc của các bạn là những cái ạc có mức lực chiến tầm trung. Thì cái độ trâu của mình không tốt Thì mình cần vỏ đen của mình có thêm độ trâu Thì các bạn có thể xem xét ở đây Các bạn bỏ con đường giảng này đi Và các bạn thay vào con trương tam phong Đây mình sẽ cho các bạn xem nha Ở cái trường hợp này Các bạn có thể bỏ đường dạng Và các bạn sử dụng lại cái con uh, trương phong này Các bạn trương phong chứ không phải là trương tam phong Mình nói nha mình xin lỗi Để mình lấy thêm cái hiệu quả đó là miễn sát thương bạo kích Ở đây Đó và giúp cho các bạn tăng thêm cái sát thương hệ thổ nó cũng rất là có lợi cho con vỏ đen của mình đó nha các bạn lưu ý nha với những bạn nào ạt lực chiến tầm trung thì các bạn có thể bỏ con đường giản này các bạn lấy cái con à, trương phong để các bạn lắp vào để giúp cho các bạn có thêm độ trâu như vậy chúng ta sẽ có hai con đồng hành tăng công kích và hai con đồng hành tăng phòng thủ đó còn ví dụ như những ạt à, các bạn nào mà mức lực chiến đã cao rồi các bạn thuộc về top server các bạn à, đã trâu sẵn rồi thì các bạn sẽ đi con đường giản để lấy thêm đam đó là cách xây dựng đồng hành của 1S Tiếp theo khi các bạn nâng cấp đồng hành lên những con đồng hành 3S thì các bạn sẽ nâng cấp như sau Đầu tiên các bạn có tầng thi hoàng các bạn sẽ thay thế cho con đường giảng này Bỏ đường giảng này nha các bạn Hoặc các bạn nào đang sử dụng trường phong thì các bạn bỏ trường phong Các bạn sử dụng tầng thi hoàng để lấy thêm cái bỏ qua né tránh Cũng như là tăng thêm cái sát thương cũ cho mình Tiếp theo các bạn có con hoàng nhan không liệt thì các bạn sẽ thay cho con trường pho trường dương ảnh phong ở đây để các bạn lấy thêm né tránh và tăng thêm cái sát thương cuối à, tương tự thì khi có hàng vũ các bạn sẽ thay thế cho độc cục kiếm và ở đây mình vẫn giữ lại con kinh kha nha các bạn mặc dù khi các bạn có võ tắc thiên đi các bạn sẽ không bỏ kinh kha cho mình các bạn hãy thay con võ tắc thiên cho con tần thiếu hoàng này tại vì sao tại vì ở đây á các bạn biết là trong cái chiêu của võ đan nó sẽ búp cái sát thương bạo kích lên như vậy võ đan nó cần rất là nhiều cái xương sát thương bạo kích cũng như là cái tỷ lệ bạo kích của con vỏ đen nó được búp lên rất là nhiều đây các bạn thấy không linh hoạt của mình ở đây chỉ có là 2k1 thôi nhưng mà tỷ lệ bạo kích của mình tới 8 à, k 3 rất là nhiều đó khi các bạn sử dụng thêm một con à, kinh kha ở đây nữa thì cái sát thương bạo kích của các bạn có thể lên tới 380 mấy phần trăm rất là đánh rất là đau luôn đó các bạn đó thì ở đây mình khuyên các bạn là nên sử dụng kinh kha và nếu như các bạn có thêm môn khách kinh kha nữa các bạn up vào thì nó sẽ giúp cái ạc của các bạn trâu lên rất là nhiều và về sau khi các bạn có điều kiện các bạn lên quỷ cốc tử thì lúc này các bạn mới bắt đầu bỏ kinh kha nha ví dụ từ cấp 13 x trở lên là các bạn đã có quỷ cốc tử rồi thì lúc này các bạn có thể suy nghĩ đến vấn đề là các bạn bỏ kinh kha đó thì lúc này các ạt các bạn mình nghĩ là cái lượng sát thương cuối cũng đã cao cũng như là cái độ trâu cũng đã có rồi thì bây giờ các bạn có quyền bỏ kinh kha các bạn lấy thêm quỷ cốc tử để mình lấy thêm những cái thuộc tính mà quỷ cốc tử mang lại cho mình rồi đây là cách xây dựng cho chân nguyên quy tâm nó đó, đó thì đây là cái chân nguyên mà mình rất là chuộng cho con vỏ đen tiếp theo một trường hợp tiếp theo là đối với chân nguyên đồng phu thiết cốt thì mình sẽ có cách xây dựng như sau đồng phu nó sẽ giúp cho con vỏ đen của mình trâu lên rất là nhiều về cả sinh lực và cái kháng sát thương cuối nó thì đồng phu À, tại vì trong cái chiêu của võ đan các bạn sẽ có một cái chiêu này nó chính là cái chiêu à, vô ngã vô kiếm nó sẽ đánh theo cái lượng sinh lực à, tối đa của mục tiêu mà nó xem cái sinh lực tối đa của mục tiêu như 150% sinh lực tối đa của bản thân như vậy khi các bạn tăng sinh lực lên thì sẽ giúp tăng đam cho cái chiêu vô ngã vô kiếm này nó sẽ được tăng lên theo do đó đồng phu thiết cốt cũng được chuộng ở đây là mình nói đồng phu thiết cốt cũng được chuộng cho con võ đan và về xây dựng đồng hành cho kỹ đồng phu thiết cốt như sau thì ở cái à, phần môn khách ở cái phần đồng hành 1S và 2S thì mình sẽ xây dựng à, độc cô kiếm Dương Anh Phong, Đường Giảng và Kinh Kha ở à, đây chúng ta sẽ không cần bỏ Đường Giảng mà lấy con Trương Phong giống như cái kỹ quy tâm nha các bạn tại vì đồng phu các bạn đã có được một cái lượng bỏ à, triệt tiêu sát thương cuối rồi do đó các bạn sử dụng Đường Giảng để lấy thêm đam cho các hạt đan của mình và khi các bạn nâng lên đồng hành 3S thì các bạn sẽ thay thế tương tự như sau Đó, các bạn cũng thay thế tầng thí hoàng tương tự cho đường giảng hoàng nhang các bạn thay thế tương tự cho dương anh phong hạng vũ cũng vậy các bạn thay thế cho Độc cô kiếm rồi võ tắc thiên các bạn cũng sẽ thay thế cho tầng thí hoàng các bạn vẫn giữ lại kinh kha ở đây thì khi các bạn sử dụng đồng phú kết thiết cốt rồi thì các bạn có thể không cần thiết sử dụng con quỷ cốc tử đâu các bạn tại vì mình nghĩ là đã đủ trâu rồi do đó mình sẽ không khuyến nghị các bạn sử dụng quỹ, quỹ cốt tử đây các bạn sử dụng một cái bộ combo đó là à, hoàng nhan hồng liệt rồi hạng vũ võ tất thiên và cuối cùng đó chính là kinh kha đây là cái bộ đồng hành mình nghĩ sẽ khá ổn cho cái con võ đan của mình khi các bạn sử dụng cái kỹ đồng phu thiết cốt và một cái kỹ à, cũng được rất là nhiều người chuộng hiện tại đó là kỹ băng nhuận thì mình đã test cái kỹ băng nhuận này rồi các bạn thật sự mà nói thì kỹ này nó không mang lại hiệu quả cao cho con bỏ đan của mình khi lắp cái kỹ này vào thì cái lượng đan của mình giảm đi rất là nhiều mình đã test đổi kỹ hai à, lần các bạn biết là mình có một cái kỹ đồng phu thiết à, kỹ băng nhuận ở đây này các bạn đây mình đã test à, chuyển qua chuyển lại mình đổi mấy lần rồi thì à, cái lượng đam mình nhận được á, khi mình đi tham gia một số hoạt động ví dụ như minh chủ vô lâm hoặc là đi những cái trận đánh hội đồng như tống kim thì nó sẽ không bằng được cái kỹ thiên địa quy tâm đó rồi đó là thì ví dụ như um, các bạn nào mà chỉ có kỹ băng nhuận thôi thì các bạn có thể xây dựng đồng hành cho mình theo cái hướng của kỹ thiên địa uy tâm nha các bạn các bạn xây dựng y chang như thế này luôn dành cho cái kỹ băng nhuận ở đây thì mình khuyến khích các bạn nếu mà có được hai kỹ này các bạn chơi bó đang sẽ hiệu quả rất là nhiều rồi về những cái dòng trong chân nguyên thì mình sẽ build như thế nào thật sự bó đang nó build chân nguyên rất là quan trọng nha các bạn những cái dòng như thế này thì đây là cái dòng chân nguyên hiện tại mình đang sử dụng mình sử dụng cái dòng ba dòng cơ bản đó là dòng nhanh nhẹn sức mạnh thể chất rồi thêm bốn cái dòng đó là dòng tỷ lệ bổ kích bỏ qua tỷ lệ bổ kích cơ bản rồi bỏ qua né tránh cơ bản và bỏ qua kháng tất cả cơ bản với thêm cái dòng né tránh cơ bản ở đây nè các bạn ở đây mình không sử dụng dòng linh hoạt ở đây các bạn lưu ý nha mình không sử dụng dòng linh hoạt tại vì bản thân con vỏ đen này mình cảm thấy với cái lượng linh hoạt hiện tại của mình đã khá là ổn các bạn khá là ổn, do trong cái chiêu, à, trong những cái chiêu của võ đen, nó đã búp lên cho mình một cái lượng đinh, cái lượng à, tỷ lệ bảo kích rồi, để mình xem nó nằm ở chỗ nào nha. Đây các bạn, à, với cái chiêu vô ngã vô kiếm nó sẽ giúp cho mình tăng à, vĩnh viễn sát thương một kích mình nhầm, có một cái chiêu nó tăng cho mình cái tỷ lệ bầu kích mình không nhớ nó nằm ở đâu ok nó nó sẽ có đây và các bạn đợi một tí nên tìm lại nha đây rồi các bạn nó nằm trong cái chiêu thất tinh quyết ở đây nó sẽ cho các bạn tăng thêm 88 phần trăm tỷ lệ bầu kích cơ bản như vậy à, với cái lượng linh hoạt này nó sẽ búp cái tỷ lệ bầu kích của mình lên rất là nhiều ở đây các bạn thấy không 8k3 khá nhiều rồi à, thì đối với những bạn nào sử dụng chân nguyên à, chỉ khảm được 6 dòng thì các bạn sẽ khảm như thế này cho mình đây mình sẽ ưu tiên dòng sức mạnh à, nhanh nhẹn linh hoạt ở đây là với cái cấp đầu tiên của mình cấp server mới mở thì mình sẽ vẫn sử dụng linh hoạt nha các bạn để mình búp tỷ lệ bộ kích lên tiếp theo là né tránh cơ bản là phải cần rồi à, bỏ qua né tránh cơ bản và cuối cùng đó chính là tỷ lệ bộ kích cơ bản khi các bạn lên được chân nguyên 7 dòng thì các bạn sẽ khảm thêm cho mình đó chính là cái dòng bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản ở đây nữa và khi các bạn lên chân nguyên 8 dòng thì các bạn sẽ thay đổi cho mình như sau đó là các bạn sẽ đổi cái dòng linh hoạt này bằng cái dòng bỏ qua kháng tất cả cơ bản đó và các bạn thêm cái dòng thể chất này cho mình nữa các bạn thêm thể chất để mình lấy thêm một cái lượng máu vừa có trâu mà vừa có đam cho cái chiêu vô ngã vô kiếm nữa à, mình đã thử rồi các bạn mình đã thử với cái trường hợp mình ở đây mình các bạn thấy là mình có một cái trực cục chân nguyên dự phòng ở đây mình đã thử gắn cái dòng linh hoạt này thay thế cho dòng thể chất thì lúc này mình bị mất khoảng 40k máu và tỷ lệ bổ kích của mình lúc này lên gần 10k thì lượng đam của mình có tăng lên đúng là lượng đam của mình có tăng lên nhưng nó tăng lên không đáng kể và lúc này thì thủ của mình nó bị yếu hơn cũng kha khá do đó mình đã quyết định mình đã quyết định là mình sẽ giữ lại dòng thể chất tại vì trong những cái cuộc chiến hiện tại trong game thì mình cần máu để mình sinh tồn trong cái những cái trận đánh hội đồng hơn đó do đó mình sẽ build như thế này, mình sẽ giữ lại dòng thể chất và mình sẽ bỏ cái dòng linh hoạt này đi. Rồi đó là những cái dòng trong chân nguyên tiếp theo là mình sẽ nói về vấn đề môn khách. thì hiện tại mình cảm thấy môn khách là một vấn đề à, mang lại cái sức chiến đấu cho những cho chúng ta rất là nhiều. do đó các bạn khi có môn khách các bạn nên đầu tư về môn khách này. thì môn khách á, thì những cái con cơ bản, những cái con cơ bản mình cần các bạn à, ít nhất cũng phải có một vài con. Đó chính là những con môn khách A nó tăng cho mình cái bỏ qua né tránh. Để mình lấy ví dụ cho các bạn xem những cái con nào mà có bỏ qua né tránh nha. Trong cái hạt này sẽ có. Đây các bạn ví dụ như con trác phi phàm này nó sẽ có thuộc tính cơ bản đó là bỏ qua né tránh khi các bạn tăng lên 3 sao là 180 điểm và đồng thời nó sẽ có thêm cái thuộc tính là bỏ qua kháng thổ à, như vậy là mình đang chơi giỏi đen mình cần cái bỏ qua kháng thổ này rất là hay luôn đó như vậy thì mình cần các bạn có những con môn khách này ít nhất là phải hai ba con môn khách a đây là tên của những con môn khách có thuộc tính bỏ qua né tránh và bỏ qua kháng thổ nha các bạn rồi à, tiếp theo là các bạn khi các bạn chiêu mò các bạn có được những bộ môn khách thì đây là những cái bộ mà mình gợi ý các bạn sử dụng cho con vỏ đen đầu tiên là những cái bộ tăng cường hóa và nhiệt hóa này các bạn như là bộ Dương Hy Liệt Thượng Quang Phi Long sẽ giúp các bạn tăng thêm ngũ hành cường hóa 260 điểm. Rồi một cái bộ của Mạnh Tri Thu, Tường Vi, Tử Hiên, Trả Phi Phàm sẽ giúp các bạn tăng thêm ngũ hành nhược hóa 260 điểm. Thì hai bộ này rất là dễ kiếm luôn các bạn, cực kỳ dễ kiếm luôn. Tiếp theo một cái bộ của Nhạc Phi, Hàng Thế Trung và Lục Vân Long sẽ giúp các bạn tăng thêm tỷ lệ bộ kích cơ bản lên 50% nữa. Rồi một cái bộ của Dương Ánh Phong, Nguyệt Mi Nhi và Nạp Lân Chân sẽ giúp các bạn bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản 50%. Tiếp theo mình cần một cái bộ bỏ qua kháng tất cả đó chính là Nam Cung Phi, Nam Cung Thái Hồng và Trương Như Mộng sẽ giúp các bạn bỏ qua kháng tất cả 20% và một bộ tăng kháng tất cả các bạn đó là bộ của Độc Cô Kiếm và Trương Lâm Tâm. Rồi nếu như các bạn mà may mắn các bạn có được bộ của Lý Nguyên Bá và Triệu Vân, Lý Quảng thì các bạn hãy sử dụng bộ này, ưu tiên bộ này như các bạn sẽ triệt tiêu sát thương cuối 5% rất là ngon luôn. Và một bộ nữa đó chính là bộ của Kinh Kha Viên Thừa Chí sẽ giúp mình kháng thời gian thuộc tính 60 điểm. Đó, như vậy mình nghĩ là với những cái Coi môn khách với những bộ này các bạn sử dụng Thì chúng ta đã lắp full được à, Với những cái ô môn khách này rồi đó, đó chính là vấn đề môn khách Tiếp theo là mình sẽ nói về vấn đề Tẩy luyện trang bị à, Tẩy luyện trang bị thì so với những môn Phái khác mà mình đã làm thì nó sẽ không Có gì thay đổi các bạn Vẫn là những dòng như thế này mình sẽ ưu tiên Những cái dòng cơ bản trong các món trang bị Tiếp theo là mình cần những dòng Tăng sinh lực cơ bản rồi kháng Tỷ lệ bạo kích Đó ví dụ như miễn sát thương bầu kích rồi riêng cái dòng ví dụ như kháng tỷ lệ chón hoặc là kháng tỷ lệ tàn phế này nè thì ví dụ như các bạn có thể uh, linh động các bạn thay thọ thay thế bằng những cái dòng ví dụ là né tránh cơ né tránh hoặc là các bạn cảm thấy kháng tính của mình yếu quá thì các bạn có thể lấy kháng tính không sao cả nó đây là cái dòng số 6 là những cái dòng giúp các bạn uh, tự do uh, thay đổi theo cái ý thích của mình còn những cái dòng trên thì các bạn hãy giữ lại tại vì mình cảm thấy nó rất là quan trọng trong cái ạc của mình rồi đây là những cái dòng mình đã liệt kê thì các bạn có thể lưu giữ lại để các bạn sử dụng sau này. Còn đây là cái vũ khí nha các bạn. À, mình sử dụng dòng hút sinh, sức mạnh, linh hoạt, tỷ lệ bầu kích, tỷ lệ thuộc tính và sát thương thuộc tính. Đó, ở đây mình không sử dụng tấn công nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi về cái phần đá hồn. Thì đá hồn đối với vỏ đen thì mình sẽ tập trung những viên đá hồn bỏ qua à, né tránh. Tại vì vỏ đen hai cái chiêu đó là chiêu vô ngã vô kiếm và cái chiêu... À, thiên địa vô cực á, thì tỷ lệ đánh hụt rất là cao do đó mình sẽ cần những viên đá hồn bỏ qua né tránh rồi những viên đá hồn bỏ qua kháng tất cả đó thì ở nón thì những viên đá hồn này Đây các bạn có thể xem à, mình sẽ lướt qua nha các bạn với những cái trang bị nào có những viên đá hồn mà nó có sự khác biệt á, thì mình sẽ nói kỹ hơn Đây các bạn xem rồi tiếp theo là dây chuyền thì dây chuyền chắc chắn mình sẽ đi những viên đá hồn à, như là À, đường ảnh để mình lấy bỏ qua né tránh nè các bạn nó lên thì mình sẽ nâng cấp đá hồn lên từ từ mình sẽ vẫn giữ lại viên trác phi phàm này ở những giai đoạn giai đoạn đầu để mình lấy thêm cái tỷ lệ bầu kích đó, về sau thì các bạn có đường hiệu các bạn cố gắng cho đường hiệu vào để giúp mình tăng thêm cái tỷ lệ bầu kích cơ bản lên rồi thêm những cái viên đá hồn à, ở 14 x sẽ có viên huyền băng điêu hoàng sẽ tăng sinh lực cơ bản cho mình đây là viên bỏ qua né tránh là các bạn đó thì mình sử dụng những cái viên bỏ qua né tránh nhanh nhẹn tỷ lệ bầu kích ở đây tiếp theo là đá hồn hộ uyển hộ uyển thì mình sẽ ưu tiên những viên tăng linh hoạt ở đây Vỏ à, đen cần cũng giai đoạn đầu cần khá nhiều linh hoạt để lấy cái tỷ lệ kích lên rồi viên đá hồn dương hy liệt để tăng thêm cái thời gian thuộc tính lên để giúp cho cái con vỏ đen nó có thể khống chế được đối phương à, thêm cái thời gian khống chế lên ở đây mình sử dụng thêm một viên đá thú đó chính là viên hám thiên hùng hoàng để mình giúp à, tăng thêm cái kháng mộc đó các bạn rồi về sau ví dụ tùy theo server của các bạn nha. Ví dụ server của các bạn mà nhiều hệ hỏa quá các bạn sử dụng thêm một cái viên ngân tơ giác hoàng ở đây để tăng thêm kháng hỏa. Hoặc là ví dụ như server các bạn có nhiều hệ kim thì các bạn có thể sử dụng ở đây một cái viên đó là à, xích tinh hổ hoàng để các bạn tăng thêm kháng kim. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm một cái viên à, quỷ cốc tử để các bạn tăng thêm cái à, miễn phản đòn, miễn thương nha các bạn, tại vì võ đang đánh đam rất là cao đam rất là cao mà lại đánh vào hệ thủy nữa do đó các bạn cần cái thuộc tính phản động miễn thương này các bạn có thể thay thế cho những cái viên đa thú ở đây đây mà các bạn thay thế thay thế đây ở đây sau nó các bạn đợi mình xíu rồi nó hiện lên rồi rồi các bạn thấy các bạn có thể lưu lại nha tiếp theo là ở đó hồn nhẫn nhẫn thì tập trung giai đoạn đầu mình sẽ ưu tiên những cái viên thiên tinh đạo trưởng này để tăng thêm cái thuộc tính bỏ qua né tránh về sau thì chúng ta sẽ có thêm một số đá như là Nam Cung Phi, Mạnh Tri Thu các bạn cho vào nha. Rồi, ưu tiên một cái viên đá hồn Kinh Tuyết giúp mình. Viên này sẽ giúp các bạn tăng thêm cái sát thương bầu kích. Rất là ngon luôn. Tiếp theo là mình sẽ đi đến những viên đá hồn ở áo. Thì áo giai đoạn đầu mình sẽ tập trung những viên đá kháng các bạn. Tiếp theo là ở đây. À, các bạn lưu ý là mình sẽ không sử dụng cái viên tiêu bính phong này xuyên suốt. Các bạn thấy là mình sẽ thay thế nó bằng viên đá hồn lôi tại vì vỏ đen chúng ta được búp cái thuận lên thì cái thuận khi đối phương đánh trúng mình nó sẽ phải tiêu tốn một cái lượng đam thì lúc này nó mới vỡ thuận thì vỡ thuận các bạn mới lấy được cái hiệu quả phản đam thì do đó mình sẽ không cần cái viên tiêu phong này đâu các bạn mình sử dụng những viên đá tăng kháng tăng thể chất và tăng né tránh cho nó đây các bạn thấy có thể xem tiếp theo là đến ngọc bội thì ngọc bội chỉ có những viên đá này thôi các bạn À, nó không có nhiều những viên đá tăng né tránh rồi tăng linh hoạt đây tăng kháng miễn sát thương bầu kích tiếp theo là đá hồn ở đây đây thì mình sẽ tập trung những viên đá tăng máu tăng thể chất ở đây thì mình sử dụng thêm một viên kim ngộ thuật một viên thạch hiên viên thạch hiên viên bắt buộc các bạn phải có nha khi các bạn chơi võ đen các bạn bắt buộc phải có thạch hiên viên này rồi quỷ cốc tử âm các bạn cũng phải có luôn đó tiếp theo là đá hồn ở phù thì ở phù ở đây mình sẽ tập trung những viên đá tăng thể chất nha các bạn à, tăng thể chất nó cũng giống như những phái khác không có gì thay đổi cả rồi ở dây ở dây mình sẽ tập trung những viên đá tăng nhanh nhẹn rất là nhiều ở đây về đoạn đầu mình tập trung nhanh nhẹn rất là nhiều về sau thì mình sẽ có những viên đá khác để mình thay thế là những cái viên đá này đó quan trọng các bạn khi các bạn có được viên vạn độc cúc hoàng này các bạn nên sử dụng một viên này để giúp mình tăng thêm cái thuộc tính bỏ qua kháng tất cả và đây là những viên đá hòn vũ khí của mình đây vũ khí mình sẽ tập trung những cái viên đá tăng sức mạnh các bạn đó thì các bạn có thể lưu giữ lại thì với vỏ đen thì mình hiện tại mình đang ép cái bỏ qua kháng tất cả rất là nhiều hiện tại đây mình lên tới 128 phần trăm rồi đánh rất là đau các bạn phải nó cực kỳ thốn luôn rồi tiếp theo vấn đề đó là kinh mạch thì kinh mạch và đồ ngựa thì các bạn kinh mạch các bạn nên ưu tiên lên cho mình À, khi server các bạn mở những mạch nào các bạn cố gắng lấy cho mình từ chu thiên 1 đến chu thiên hai à, là cố gắng lấy nha các bạn tại vì kinh mạch nó rất là quan trọng. rồi à, đầu ngựa thì các bạn sẽ lên cho mình à, ưu tiên đó là các bạn lên cái yên trước rồi đến lên cái bằng đạp và cuối cùng lên cương nha các bạn đó là một thứ tự các bạn ưu tiên. rồi bây giờ mình sẽ nói lại những cái vấn đề cần quan tâm khi các bạn chơi cái phái võ đen này thì đối với phái võ đen các bạn sẽ quan tâm cho mình thứ nhất là cái kỹ chân nguyên thì nếu được các bạn nên chơi kỹ thiên địa quy tâm nếu không các bạn hãy nên chơi kỹ đồng phu thiết cốt thứ hai là các dòng tẩy luyện trong chân nguyên nha các bạn đó đặc biệt là cái dòng bỏ qua kháng tất cả này nó sẽ mang về lượng đam rất là tốt cũng như là khả năng hồi máu cho võ đen thì khi các bạn đánh phá giáp được tốt các bạn sẽ hút sinh lực đối phương sẽ giúp các bạn tăng sinh lực rất là nhiều rồi cái thứ hai à, đó chính là các bạn quan tâm đến những con đồng hành thì đồng hành các bạn phối hợp với kỹ năng à, nó hiệu quả thì nó sẽ mang lại sức mạnh cho nhân vật của bạn rất là cao đó ở đây thì à, nãy giờ mình đã có nói rồi tiếp theo là các bạn sẽ quan tâm đến cái môn khách này thì môn khách là một cái vấn đề mới nhưng mà nó lại mang lại cái hiệu quả sức mạnh à, rất là đáng kể cho cái phái môn phái của mình rồi một cái điều nữa đó chính là cái kinh mạch nha các bạn À, khi server các bạn mở giới hạn kinh mạch nào Các bạn hãy cố gắng sung để lấy cho mình cái chu thiên từ 1 đến 2 Cố gắng chu thiên 2 càng tốt Còn ví dụ như các bạn nào có điều kiện hơn Thì các bạn hãy sung lấy những cái chu thiên 3, 4 Rồi đó là ba vấn đề Phải nói là lưu ý quan trọng nhất khi các bạn chơi cái phái võ đen này Còn những vấn đề khác như ví dụ như là cường hóa hay là tẩy luyện Thì những cái này mình chắc chắn ai cũng sẽ giống ai rồi Nó sẽ không có gì thay đổi nhiều quan trọng nhất là các bạn phải phối hợp được cái à, kỹ chân nguyên của mình với cái con đồng hành của mình. ok, đó là tất cả những gì về môn phái vua đen này. À, thì nếu còn gì thiếu sót thì các bạn hãy comment à, dưới video này để chia sẻ để mọi người cùng biết. rồi những vấn đề về môn phái vua đen của mình đến đây là hết. thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. À, nếu cảm thấy video này thật sự có ích cho các bạn, các bạn hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình à, để nhận được những cái video tiếp theo khi mình up lên kênh. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn